Thưa quý vị, người Pakistan phản đối vụ tấn công tự sát bên ngoài một nhà thờ, tin từ Islamabad. Những người Thiên Chúa giáo trên khắp Pakistan hôm nay đã biểu tình để lên án vụ đánh bom tự sát đã giết chết 78 người tại một nhà thờ ở thành phố Peshawar vào hôm Chủ nhật. Hơn 100 người khác cũng đã bị thương. Hai phiến quân đã cho nổ bom tự sát bên ngoài một nhà thờ Anh giáo đã có hơn 130 năm tuổi ở Pakistan vào thánh lễ ngày Chủ nhật, khi hàng trăm giáo dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đang từ nhà thờ đi ra. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào người Thiên Chúa giáo trong lịch sử gần đây ở quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo. Vụ nổ đã làm rung chuyển ngôi nhà thờ đá trắng cổ xưa tại thành phố Peshawar, gần biên giới khu vực bộ lạc, nơi có đồng phiến quân Hồi giáo. Hàng trăm người biểu tình đã hô vang chấm dứt khủng bố. Họ đã phong tỏa đường giao lộ Islamabad bằng cách đốt các cành cây và lốp xe trên đường. Tại thành phố hải cảng Karachi, khoảng 200 người biểu tình cũng đã xuống đường. Một người biểu tình kêu gọi cần có sự bảo vệ tốt hơn xung quanh các nhà thờ. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trong một số thành phố ở Pakistan trong ngày hôm nay. Người Thiên Chúa giáo chiếm khoảng 4% dân số 180 triệu người của Pakistan và họ có xu hướng sống thu hẹp trong cộng đồng, trong một đất nước mà các chiến binh Hồi giáo Sunni thường xuyên đánh bom các mục tiêu mà chúng cho là dị giáo, bao gồm người Thiên Chúa giáo, người Sufi và người Shiite.